ở trên nó có khói của nó, sợ đốt nhang, cây nhang nhỏ đó, sợ tội, cũng như là nhang ta bự ta đúng vậy nè, còn cái này mình nhỏ, đâu có tội gì đâu. Không có tội gì hết á, không đốt nhang cũng không tội. Nhưng mà mình thờ phải có cây nhang gọi là ấm áp một chút à, thì cây hương nhỏ vậy được rồi, tùy cơ ứng biến. Phật có nói tùy cơ ứng biến, chứ để nó sông lên nó... phải không? Vừa đốt cái nó tắt cũng được rồi, con có đốt đó. Mình cãi là ông Phật mà đâu con có đốt đó. Phải không? Đâu có cái gì đâu mà phải tội. Tội là chính cái tâm mình đó, xong con rồi đó. Xong con rồi đó. Mình làm những cái chuyện mà mình đã khuất lấp chôn vùi ở trong cái tỉ tiết, ở trong cái một cái rừng u minh của mình đó. Một cái khối trượt nó đóng thành băng tuyết trong đó lâu đời mà mình không có khám phá ra được. Mà cái tội đó là tội. Mình nhúng tay vô tội phạm không hay, đốc suối người làm những chuyện không đúng phi pháp, đó là cái tội. Và giết người đoạt của là cái tội quá lớn à. Chứ đâu có phải là mình còn cái lầm lỗi, ai cũng phải lầm lỗi, xe chạy cũng phải bị, mình đi cũng phải bị, ở trong gia đình của mình lúc nào mình cũng phải có sự lầm lỗi. Mà lầm lỗi ngày xưa mình không biết, mình đã hất mình đi, bây giờ hay lầm lỗi là biết liền, rút cẳng là liền, mình hiểu liền, sửa liền thì đâu có gì đâu. Nói như thế thì cho nên cái thời kỳ đại ân xá của Đức Phật nói á, đại ân xá không phải là không làm mà ta cho thêm tiền mình phải làm, mình làm cho giỏi, nhưng mà rồi ta cho mình thêm tiền nhiều nữa thưởng mình à, gọi là đại ân xá. Phải có biết được đạo lý, biết được đạo đức, biết được nguồn cội thì Ngài sẽ cho mình. Rồi mình không có được thông thả, vợ không cho chồng tu, chồng không cho vợ tu, không cho như thế này đâu. Khắc khe ác cảm, ăn chay trộn đồ mặn vô à. Thì thầy đăng độ cái ông giám đốc này đó, ông đâu có ngờ ông đi, ông ăn chay được. Cho ông bữa ông lên rồi đãi ông có mấy miếng cà ri chay thôi à, với mấy miếng chả giò về ông cất gánh luôn. Ông ăn chay, từ khi ông ăn chay rồi thầy bị ta kêu giang hồ dí đánh nè, bị đủ thứ kêu ông đừng ăn nữa đi, ông nói không được, tới bây giờ ông cũng còn ăn chay dạ. Thì bà vợ hết phương rồi đó, cái chiên thịt đó, cái lấy cái mỡ đó để đậu hũ vô, để đồ vô cho ông ăn dạ. Thì cũng có cái người ở nói nè, ông đừng ăn, đừng ăn, tại vì bà biểu tôi làm cái này nè, thì ông đem ông đổ đó, vậy hoài đó. Đó là ác đó, cái đó mới là làm tội ác đó. Còn mình đâu có cái gì đâu. Nói vậy à, chồng ăn chay, vợ ăn chay thì ăn, còn mình ăn gì mình ăn, ý muốn vậy đó. Nhưng mà hai vợ chồng, một đứa con ở nhà là mình không cất gánh đi được, mà gánh chung, có nghĩa là thôi. Ta nói là hai cái cột chùa mà. Bây giờ vợ, chồng phải đồng lòng tác biển đông cũng cạn. Hồi xưa đó thầy dốt nha, thầy muốn nói chuyện như là à, các bậc mà hồi xưa khùng khùng vậy đó, chứ thầy cũng không có nói được cái tiếng văn minh đâu à, vậy thì đồng vợ đồng chồng 4 ngày 6 ngày 10 ngày tùy phát nguyện ăn chay trường luôn nha mình, rồi càng tốt nữa à, cái gì đó? Có cái gì đâu, nhưng mà có đồng lòng, có thống nhất không? Sơn Hà sợ tắc hôm nay mà không thống nhất Sơn Hà là cũng còn phải chinh nghiêng. Thì chúng ta thấy vợ với chồng, anh với em trong gia đình, còn như thế này bà mẹ già, ông già bà già ăn chay, mình không ăn được, mình lo cho chu toàn gì. Anh em và tất cả, nếu mà còn có một mình thì mình cũng ráng ăn đi cho bà vui. Đó như thế. Thì hôm nay thầy muốn nói ra là cái đạo rồi quý vị muốn phát tâm bao nhiêu là phát tâm, chứ không có ép. Vì chỗ không ép đó mà có vị nói là thầy sao mà lại là cứ khuyên ăn mặn, không phải khuyên ăn mặn. Nhưng mà thầy khuyên phải hòa với nhau. Đừng có bao giờ nào mà chinh nghiêng một khúc trời gì danh chánh ngôn thuận âm dương trời đất. Mình đã hứa với vợ mình, với chồng mình rồi, tôi sẽ nguyện ở với ông là răng lông tóc bạc à, Phật tử thấy răng có lông không? Thấy không? Ngọc Sơn thấy không? Không thấy hả? À, thấy rồi đấy chứ. Lông là lông lơ đó. Răng lông tóc bạc mới thôi. Mà bây giờ răng còn nguyên hết trơn à, phải không? Nó lông là lông lơ. Có nhiều vị hỏi thầy ơi, răng sao mọc lông mọc tóc thầy?
nói con rờ vô đi. Y rờ vô, ủa như vậy là lông lơ sao thầy? Con đang bị lông lơ chưa đi nhổ nè. Ông ấy cũng thiệt, ông nói chuyện với thầy vậy. Đó là răng lông tóc bạc chính mình tạo không à. Thì giờ mình sang cái gánh này cho ai đây? Vợ mình nói thôi tôi chia tay ông nha, tôi đi có người khác rồi, đi đi. Rồi vị này nói tôi chia tay bà nha, là cả hai đều đồng ý hết thì cứ đi, lúc đó chúng ta sẽ đảnh nợ. Còn ngay bây giờ chúng ta muốn tu nhân đạo cho vui gia đình, mái ấm gia đình của tất cả quý vị, để mình làm tròn bổn phận, để mình còn có trách nhiệm giúp đỡ tất cả các vị dân tộc của mình, hoặc là ở đây ở đâu cũng được hết, lãnh thổ nào cũng được hết. Nói như vậy rồi có nhiều vị nói thầy ơi, nước nào chết nước nào sống, hỏi kỳ lắm chứ không phải bình thường đâu. Thành ra hôm nay thầy muốn gợi lên cho quý vị hỏi câu hỏi cái gì thầy trả lời. Nước nào chết hết, nước nào chết bao nhiêu, nói vậy đó. Nước nào còn nói vậy đó thì thầy trả lời sao, theo quý trò trả lời sao? Thầy trả lời rất là nói đại là quê dốt, không biết nói gì á. Thầy nói hai cái thúng gánh, nhưng mà cái thúng bên này nó gánh đá đó, gánh đá mà để bên này nó sệ bên này đó thì chỗ này nó lủng, còn cái thúng bên này đó thì để bánh mì bánh đồ rau cải đồ này kia nọ đó, tuy nó nhiều nhưng mà nó không có phủng này cái chỗ, nó không có lủng đây. Tất cả các nước, cái nước nào ác tạo vũ khí hạt nhân nguyên tử hoặc là làm một cái phương diện gì mà để sát hại sinh linh thì nước đó sẽ bị sụp. Và ác đức ác nhân thì đó là cục đá rồi, nó quằn ngay đó, nó sụp ngay đó rồi, chứ còn nói gì nữa đây. Còn các nước nào ta hiền, ta không có tạo ra những cái ác độc vũ khí hạt nhân hay là làm những cái câu chuyện mà nó ra là danh lợi tràn trời lên đó, thì ta có bị chăng nó cũng nhẹ thôi, chứ không thể quá nặng đâu. Đó như vậy. Hồi xưa đó thầy muốn nói chuyện trong này được không, được không? Thầy hỏi Kỳ Dân à, trời ở nước nào vậy? Kỳ Dân nói dạ ở Úc. Úc Đại Lợi hả? Ồ, Úc mà Úc Đại Lợi nữa vậy à? Thầy nói là nó Úc mà còn thêm Đại Lợi. Nói vậy đó. Kỳ Dân nói à, Dân nói phe là ở Úc á, ở Đại Lợi. Thì quý con nghe, đã cái tên như vậy rồi, thiên nhiên mà, rồi còn phải cái nước nó như vậy rồi mà còn thêm, cộng thêm thì chúng con yên tâm. Nói dạ con tu, con về Việt Nam để gặp Phật. Ở đây không có Phật, ở đây có Phật, Phật nhiều lắm. Bao nhiêu vị tu hành là bao nhiêu vị Phật đó. Nói con về Việt Nam mới có Phật, không có đâu. Chúng con thần là ở đâu cũng có thần nhiều lắm đó, Phật nhiều lắm đó, vì chúng con đã giác ngộ rồi, biết được rồi, hiểu được rồi, đã hy sinh tối cao tối thượng để giúp đỡ mọi người và thương xót kẻ nghèo người khổ nữa mà. Đó thì làm sao mà chúng con không thành Bồ Tát thế? Bồ Tát thế sang Bồ Tát là đạo, từ Bồ Tát đạo đó mình sẽ vượt lên là Bồ Tát Phật của Đức Quán Thế Âm. Như vậy thì có đúng không vậy? Ở đâu cũng có Phật, ở đâu cũng có Chúa, ở đâu cũng có Thượng Đế các ngài hết. Xin thưa tất cả, nếu mà ở đây có các em hay là các vị hay là người thân quen của thầy, nếu còn mê tín thì đừng có mê nữa, mà phải dựng cho mình một tấm gương vững chắc ở bên trong của mình đi, không có gì hết. Thời kỳ này Ma Dương nó đắc đạo rồi đâu quý vị, bậc nào nó cũng lôi ra được hết. Phải cẩn thận, phải chắc chắn, phải hy sinh. Hy sinh là con sẽ hiến cái thân này cho lửa đốt cháy cũng như Thích Quảng Đức, hay là con bị gươm chém, hay là con bị súng bắn, hay là con bị cái gì bất cứ. Nếu đi đến thì do nó định lực, phải chịu đựng hy sinh chứ không có quản ngại cho đến mà mình phải là xìu xìu, hay là mình yếu hèn là tất nhiên nó sẽ đi đến cướp mình. Dù tất cả các ngài đại đức hay là các vị ở trong chùa bao nhiêu, mà nếu mà chụp không kịp là nó đã đến với mình rồi đó, thì thầy biết được một ít, cho nên cũng không có buồn. Để nhắc nhở Phật tử và ở đây anh em,
cố gắng mình được có một chút giấu đi, không cho biết. Cô Tu cũng không cho biết, nhưng nó cũng không giấu được, nó xuất hiện ra. Cái hào của tất cả Phật tử khác hẳn hơn ngày kia không biết. Nếu mình biết tu, mình biết đạo, mình biết hiếu, mình làm tròn bổn phận là một con người tốt đẹp thì nó sẽ xuất hiện, nó sẽ thay đổi. Còn sự di chuyển hồi nãy thì ngắt lời thì mình tự độ mình, tự tha thứ, tự hoan hỷ, tự từ bi, đừng có giận buồn phiền thì mình sẽ di chuyển mình mau lẹ. Suốt cuộc đời không lẽ sáng ngày mình làm hoài sao? Có giờ dùng tư tưởng, mật niệm và đưa mình đi đến nơi cõi trời đạo lợi và đến Tây Phương, chứ không phải không tới đâu. Mình phép tất cả các phép thần, phép Phật, phép tiên được đầy đủ trong này hết, nhưng mình chưa có mở cửa được. Ngày hôm nay cũng nhờ các vị trong chùa Đại Đức, cũng nhờ tất cả các anh em bạn đạo để nhắc nhở cùng nhau, để cho phụ mình mở cái cửa ra, để thấy trong cửa đó có gì không vậy Phật tử. Mở cánh cửa ra mới thấy Đức A Di Đà tạo cảnh, để chúng con về để thọ lãnh được ân ban. Ngày sau quý tở như vàng, con về ngồi chốn tràng phán Bồ Đài. Ngày Tân Dân Thánh Đức, Đức Di Lạc đã quậy trên vai, càng khôn võ trụ chỉ một ngày đổi thôi. Cái đời bát béo như vôi, hay là xem xét thả trôi lời nguyện. Không sao đâu, tha thứ đi, mình hoan hỷ có kẻ giữ người hiền. Nơi phàm cũng có người Phật, người tiên, người thần. Ráng nghe thầy, thầy không có bảo trò phải vấn vấn dạ dạ, mà thầy nhắc nhở cho trò sự ân xá cùng nhau. Thương yêu cốt nhục đồng bào, ráng thương ráng mến đùm bao đến cùng. Đây sắp tới thay đổi cảnh lạ lùng, trò không biết. Thầy nói ra đây để nước kiệt nhà tan, mình chưa thấy được khải hoàng, sắc thân vùi dập hình tàn ra cho. Như thế đó mà người đâu có lo đạo đức. Chúng con thấy ông tràn lá người để cướp giật của tiền, nói không thẳng lời nay quẹo mai xuyên, còn thù hận còn gây nơi miền thế khổ. Nơi Tây Phương đóng lòng Phật tổ, nên sai sứ giả xuống trần để khuyến độ chúng sanh. Thời kỳ mặc hạ khó lành, thầy về yên tĩnh cam đành được sao? Cành khuya nước mắt thầy trào, biết chừng nào được đồng bào thành thơi. Lớp người giàu có, lớp người cực khổ, lớp người phải chịu chơi ơi, lớp đói đau khát nước kêu trời than gian, lớp nhà cửa sẽ rủi tàn biến mất, lớp bị sóng thần ngây ngất thổi trôi. Đây là kết thúc đời rồi, nghe lời thầy chỉ rõ sao nhìn. Chưa đâu con sấm còn nổ ình ình tràn ngập, thì ngày đó rồi mình biết gặp mỗi ai, gặp Phật, gặp ngài, gặp mẹ tổ Như Lai, gặp trong tâm thánh, gặp ngài Quan Âm. Giờ phải tập âm thầm nhịn nhục, mình được ơn trên hộ mình không có ngã gục đâu con. Sớm hôm nghiệp lực được mòn, lên đò thầy đợi vuông tròn hội quê. Mình tu niệm kẻ chế người chán, nhưng không sao trò mình được sáng trí, được nhìn thấy cuộc đời, thấy rộng rộng thinh thinh. Mài lông không lọt thiên đình cầm số, giờ thanh tịnh buổi chiều tu bổ, thì nhắc trò nghèo cũng như dạy dỗ trầm khang. Từ đây con nhớ thấy nhà, sau chữ Di Đà là vốn tiền muôn.
khổ khổ lắm thầy buồn ám đam. Thấy dần mây sắc ám sắc đen, mà đời còn mãi đua chen, làm sao thức tỉnh trong phen hại hùng. Thôi lắng nghe thầy nhá, về hòa chung nhịp thở, thương yêu nhau sớm chở chiều che. Bị dân cứ để chữ về sau này, thầy sợ e nguy nàng. Cúc đức đó, chúng con mới bình an gia nội. Mà mình kém phước đức rồi đó, gió thổi mình bay. Trời chiều cấp bách nháy tay, làm sao tránh khỏi bữa trời chỗ này. Thương thầy tổ, canh chày thức dậy ráng niệm thầm nhé, để mình thấy Phật thấy tiên. Mình niệm từ dữ rồi sang lại làm hiền, niệm trong tâm tánh bình nguyên nghĩa tròn. Hôm nay thì cũng vui để nói đôi lời dặn dò tất cả đồng đạo ở đây cũng như Phật tử, thì có gì cũng hoan hỷ và từ bi thương yêu nhau. Sau này nếu Phật tử có còn lưu tâm á, thì chắc có chân thầy cũng đến nữa. Còn tất cả Phật tử không lưu tâm thầy không có đến. Thầy đến đây là do nó Phật tử, do nó đạo tràng, do nó anh em ở đây ha. Vậy thì hôm nay thầy cũng xin kể chuyện một chút nữa là xong ha. Kể câu chuyện nó cũng hơi dài một chút. Tất cả những gì cũng do nó nguyên nhân của mình hết. Nguyên nhân của mình. Từ đây về sau thầy xin nha. Thầy xin gì cho con biết. Thầy không có xin tiền, mà không xin bánh, không xin quà. Thì xin chúng con lập công bồi đức. Và thầy xin chúng con cứ hai chữ từ bi. Kệ, mình từ bi đi. Khỏe lắm, không có bận rộn, mà không có cái gì bên trong của mình hết đó. Chứ cái lòng của chúng sanh là biển cả mênh mông đó. Trong này nó có chúng sanh đầy hết trơn đó. Nếu mình ép chế nó đó, ăn chay ép nó cũng quấn lộn ở trong. Mà bắt buộc cái gì nó cũng không được hết, nó phải tùy chúng sanh ở bên trong của mình và tùy ở ngoài rồi lại ở trong. Em không biết không? Chúng sanh. Tại vì cái tâm mình nó sanh thì cái tâm mình nó diệt, nó sanh ra những điều không tối tân lắm ạ. Chứ không phải như bên ngoài này đâu. Bên ngoài sanh còn thấy, ở trong nó sanh ra nó trốn, nó ẩn tàng, mình không có kiếm tìm nó được á. Ta nói Nam Mô chúng sanh Phật mà không sanh Phật. Thì cái chuyện một chút á, nó sanh ra xấu nè, sanh ra dục vọng nè, đa mưu thù hận, nó sanh tùm lum tà lá hết rồi. Này chúng sanh bên trong, mình hàng phục quá về để độ binh lính mình ở bên trong cũng như chiến đấu với chúng sanh của mình đi. Mình là chủ tể đó, xong rồi thì mọi việc được bình an, còn bằng không, không được. Dù sống kinh chiều kệ gõ mõ hay là, xin cái thưa quý vị, thì cũng xin lỗi là cũng không thắng được bằng mình quay về. Mình nói một không nói hai, mình làm tốt không làm xấu, tập cho nó quen, không trớ trêu, nói là phải làm cái nó giảm bớt, nó không có loạn. Mình là chủ nó mà, mình làm lành lãnh dữ, mình làm những việc mà mình đã thắng nó thì tự nhiên hết giảm, từ từ mình thắng chúng sanh. Chứ làm sao mình thắng được chúng sanh bên trong? Cái tâm linh của mình nó sanh ra, hãy tâm sanh là tâm diệt, chứ mình không làm sao mình diệt được hết á. Cho nên hôm nay thì mong tất cả Phật tử cùng đồng đạo ở đây chung phần, cũng như là con của Thượng Đế, của Đức Phật, thầy mới nhắn nhủ đôi lời, chứ thầy cũng không có trường nào lớp nào hay là phải đi đến mà để ở trong cái chùa đó thân ra, không phải vậy. Nhưng mà hôm nay đó thì cái sự mong muốn của thầy qua đây đó, để xin quý trò ráng cố gắng nhịn nhục từ bi nha, để qua hết một cái cơn. Chứ bây giờ mình biết rồi đó mà mình còn nóng chút, còn không biết ai nói cái nó giết mình vì cái máu của phòng lẫn thú. Thí gì chứ đâu có phải con người hết đâu, hình người cốt thú, có nghĩa là nó mới lên một kiếp này thôi. Thì lúc bây giờ nó sanh diệt trong một cái phút cuối cùng này chứ không ai hết á, để nó diệt hết. Cho nên chúng ta phải nhẫn nhục một chút. Về công ăn việc làm của mình cũng vậy, không có tranh, không cãi gì hết, kệ, mình nhìn đi, đó là mình tu đó. Về gia đình vui vẻ, có cái gì đó mình nhớ là A Di Đà,
mình niệm Phật một chút đó, là hạnh phúc nhất của gia đình, và cứu mình bằng một cái sự mình cứu, có nghĩa là mình quán thấy mình à, vậy là cách đây không bao lâu mình làm xấu à, vậy thì mình là người đâu có tốt, nhưng bây giờ mình đã bắt đầu tốt. Đó, như ngày hôm qua đó, con đi trên cây điền cây lề đường đó, có cái sông giá cây cuốc đi, thì ở dưới cái bóng mình thấy mình giá cuốc đi, ngày nữa thấy mình xách cái giỏ đi, thì ở dưới cái bóng nước thấy xách cái giỏ, nhưng mà một ngày thứ ba mình đi mình chắp tay, thì ở dưới cái bóng thấy mình chắp tay. Cho nên Phật nói là không chấp, không quá khứ, không vị lai mà hiện tại. Ngày qua mình ăn chay, bây giờ mình ăn mặn, thì ngày ăn mặn đó là ngày ăn mặn chứ không có ngày ăn chay. Ngày qua mình ăn mặn, bây giờ mình ăn chay, ta thấy ngày này ăn chay. Có nghĩa là Phật nói hiện bây giờ thực tại, thực tế, chứ không có xa mà cũng không có mất mát gì, không có cách ngăn gì hết. Đức từ bi lúc nào cũng phải quảng đại thương xót tất cả mọi vị mọi người. Chúng ta muốn học theo Phật thì chúng ta phải ráng cố gắng để dùng lời lẽ từ bi vui dịu mềm. Ai nói nặng Phật tử có buồn không, chửi mình có buồn không, mình hỏi nói là buồn, thì mình đừng có dùng cái tiếng nặng nói với mọi người, đó là đúng y như là Phật dạy rồi. Mình dùng tiếng mà không ngọt ngào để mình có một mưu đồ, không có, mình tự nhiên, nhưng mình sửa lại một chút, nói như vậy. Trong gia đình của mình ở chùa, mình nói với sư rất là dạ ngọt ngào, rồi khum lại này kia nọ, mấy Phật tử đi rồi mình ve vuốt mình ngọt, nhưng mà ở nhà với chồng mình không có ngọt, đứa con mình không có ngọt ngào gì hết, đứa cháu mình, đó là mình phụ phạt, không được. Đến chùa cũng vậy, về nhà cũng vậy, tất cả đều đó là mình đã làm chủ được. Mình tu, đó là gọi là tu tâm. Thì yêu cầu thầy đến thầy đi xin quý vị bao nhiêu lời lẽ từ bi và quan hỷ hết đi, đừng có buồn, thấy không? Mình cất cái nhà mà mình thấy không, cái mặt tiền này là đẹp không, còn mà vô trong cái phòng mình, nó vô nó hồi xưa kêu cái buồn, thấy không? Không kêu cái phòng mà bây giờ mình đổi lại rồi, có buồn không? Điều đó tối thui à, đó, thấy không? Hãy mình buồn phiền chừng nào là mình bị tối, chừng nãy mình bị mang nặng, chừng nãy nó lem nó lúa chừng mà thù còn lem luôn nữa nha. Thì bây giờ thầy mong nếu quý vị nào còn tẩy cái dấu vết đó ra hết để làm chi, để mình trở lại cuộc đời mới, để mình tu theo Đức Di Lặc Chư Phật ngài nè, tân dân thánh đức nè, thấy không? Mà quả địa cầu cũng như chiếc xe đời mới nó sẽ sắp đến, nó chở quý vị đó. Mà quý vị còn chở ba cái đồ lèn èn như thế này, quá nhiều nữa, nó không được, không được. Bây giờ lên xe này chỉ có cái túi du lịch thôi, phải không học sinh? Là vậy. Thì bây giờ cái đời tân dân và cái đời bây giờ trở lên, chúng con tu rất là dễ. Đứng, ngồi, đi, nằm, mua, bán, tiếp xúc mọi người, dân dân đều tu được hết. Mình đừng cống cao ngạo mạn, đừng ý lại mình đã có. Mình đừng nghĩ mình đi chiếc xe hơi này mà mình khinh người đi bộ, không được. Đó là mình sửa đổi lại định thu. Mà nếu chúng con tất cả Phật tử có tấm lòng quảng đại mà hiểu được rồi thì mừng lắm. Đó, không nên, không nên. Đó. Và mình có được một số tiền mà người ta không có đó, ta ăn mài hoặc ăn xin đó, thì mình khinh bỉ cũng không nên, đừng nên vậy. Mà mình phải xem Đức Phật ngài đi thế giới bình đẳng, lấy bậc trung đạo, chúng ta cũng phải học Phật, cố gắng nha. Bữa nay thầy nói có gì nào buồn cũng quan hỷ cho thầy ha, để mà trong khi vui để gặp người bạn. Đây thầy có nói ở đằng kỳ dân cư sĩ, thầy nói hồi nào giờ quý vị có bạn chưa? Đây dạ có bạn nhiều lắm nha bạn. Như bây giờ này thầy muốn quý vị có bạn, bạn quý vị là Bồ Tát, bạn quý vị là Phật á. Mình kiếm người bạn đó chung thủy vô cùng. Họ rất bình đẳng, họ không có bao giờ có một lời lẽ nào mà làm cho bất khuất mọi người hết. Mà họ đã rời khỏi nơi cái đất phàm này rồi, họ đã về nơi tịnh độ. Thì bây giờ trong chuyến đi này sẽ về, thầy phải khích liền để mời bạn xuống chơi. Có phải điên không kỳ vậy?
Mời bạn, bạn Phật, vì ông Phật đó là đại tá, trung tá đi, thì mình là lính lát mà, nhưng mà mình chiến đấu tháo gỡ được đường dây rửa lon về thì ngồi ngang dưới trung tá đó, là mình ráng cố gắng mà học theo cái chính sách của Ngài và lực phép của Ngài mà lời răn của Phật rồi, thì Phật tử sẽ về ngồi ngay, ngồi ngay gần Như Lai Phật Tổ hoặc là gần Bồ Tát có gì đâu. Ngài nói Ngài là bản đường của tất cả chúng sanh chưa thành Phật đó. Chứ Đức Phật Ngài đâu có bỏ chúng sanh, ráng tu quyết chí làm lành mình về cõi Phật cũng nhanh như Ngài. Ráng thinh tình, ráng tu làm sao cả hai. Lời Thầy nhắn nhủ rồi đêm nay với trò cố gắng học, hay là hỏi thêm để rồi mình dò sơ kinh nối sự cho trò nên thân. Ngày mai sự thế có gần, không sao có Phật đó có thần đưa đi. Trời ơi nhiều cảnh văn quý, người ngài mắc nạn chứ không si đâu nào. Ráng tỉnh dậy để coi cái trào của thế giới, ráng mà tỉnh tuồng coi đời mới đổi thay. Đổi tu tháng luận cánh dài, đổi ngôi Phật Pháp, đổi Ngài Thánh Thiên. Đổi rồi khắp cả trân miên, địa cầu cũng đổi rồi thường xuyên. Nghe trò ráng cố gắng để qua đò thầy chờ đợi nha. Trở về bằng linh hồn, bằng tư tưởng, bằng một tâm tốt đi dịu dời xa xa. Thì đưa qua biển giang hà, giúp mi trò đôi tiếng rồi giữ hạnh của bà Quan Âm. Thương chúng sanh, thương chúng sanh nuôi mầm an lạc. Trong buổi chiều tàn không phải ca hát du dơ. Nói đây lời lý lời thơ, gợi thăm tất cả hiện giờ năm châu. Hỏi người tỉnh dậy canh thâu, giật mình biết được là âu trễ rồi thôi. Thì xin chúc tất cả đồng đạo và Phật tử nha, được an tịnh đây thôi. Gia đình đoàn tụ rồi ngồi hòa vui, canh khuya đừng thức bùi ngùi, làm cho sắc thế sụp sùi bệnh đau. Thầy xin chúc lành Phật tử nha, về vui nữa nha không. Nếu mà có gì nào buồn nè, tập vui, nó cũng vui cũng được, thầy cũng bị đủ thứ, đâu có gì bị nha không. Phải cho vui vẻ lên, vui bên trong, vui mình hơn người ta được một chút rồi, vui mình có phước nè, vui mình biết được đạo nghĩa, vui mình biết được thương người. À, mình được giác ngộ, hiểu được chút xíu là cũng tốt rồi. Như vậy ha, thầy xin chúc lành với Phật tử, hẹn ngày gặp tại thiền tịnh Bủ Sơn, kỳ dân cư sĩ. Thầy chúc lành quý vị nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị ngồi lâu có mệt không?